Hôm nay, Hội cựu chiến binh huyện Yên Khánh và Hội cựu chiến binh huyện Gia Viễn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ 2017-2022, cán bộ hội viên Hội cựu chiến binh huyện Yên Khánh luôn tích cực gương mẫu trên mọi lĩnh vực công tác và hoạt động, luôn giữ vững và phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, giúp cấp ủy chính quyền giải quyết những việc nổi cộm, khó khăn, phức tạp ở địa phương, đơn vị. Trong 5 năm qua, với phương châm xưa thắng giặc, nay thắng nghèo, nhiều tổ chức cơ sở hội đã có cách làm hay, giúp hơn 2.000 lượt hộ vay vốn với số tiền trên 68 tỷ đồng. Toàn hội có 12 doanh nghiệp, hơn 200 mô hình kinh doanh, thu hút trên 1.000 lao động vào làm việc. Trong nhiệm kỳ đã xóa được 8 nhà dột nát cho hộ cựu chiến binh nghèo, số hộ khá, giàu cũng được nâng lên hơn 5.000 hộ, chiếm trên 65%. Các cấp hội tích cực tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, chung sức xây dựng nông thôn mới, đã huy động hội viên góp trên 15.000 ngày công, 5,2 tỷ đồng, hiến trên 12.000 m2 đất, trồng được 3.200 cây xanh các loại, cải tạo nhiều vườn tạp, duy trì hiệu quả 144 mô hình dân vận khéo. Nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp hội cựu chiến binh huyện Yên Khánh tiếp tục phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau vươn lên làm giàu hợp pháp, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, các tệ nạn xã hội, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 23 đồng chí, bộ đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh trong thời gian tới. Năm năm qua, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn huyện Gia Viễn luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội 6, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra. Trọng tâm là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức tín dụng, khai thác hiệu quả, tạo thuận lợi cho hội viên tiếp cận vốn vay ưu đãi với tổng số tiền 48 tỷ đồng để mở rộng sản xuất kinh doanh, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Đến nay, toàn hội có 147 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong nhiệm kỳ qua, số hộ khá giàu được nâng lên, hộ nghèo giảm xuống còn 0,67%. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ hội viên gương mẫu đi đầu trong dồn điền đổi thửa, đóng góp ngày công, tiền của, hiến đất, tự nguyện tháo dỡ công trình để mở rộng đường giao thông, các công trình phúc lợi, trồng hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp ở khu dân cư. Trong nhiệm kỳ đã phối hợp với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, ngày công, xây mới 8 ngôi nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 400 triệu đồng. Đại hội đã thảo luận, thống nhất đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng. Hàng năm có 100% cơ sở hội hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu mỗi năm sửa chữa 1 đến 2 ngôi nhà và trong nhiệm kỳ xây mới 2 ngôi nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội cựu chiến binh huyện Gia Viễn khóa 7 gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.